Tình hình thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Chính phủ Hà Lan sụp đổ. Thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hà Lan từ chức. Mỹ ra điều kiện kết nạp Ukraine vào NATO. Áo và Thụy Sĩ tuyên bố tham gia lá chắn bầu trời châu Âu. Liên minh cầm quyền Hà Lan sụp đổ sau khi không thể đạt được thỏa thuận về chính sách nhập cư, buộc nước này phải tổ chức tổng tuyển cử sớm. Các đối tác trong liên minh cầm quyền có quan điểm khác nhau về chính sách nhập cư. Hôm nay, thật không may khi chúng tôi đi đến kết luận rằng những khác biệt đó là không thể vượt qua. Tôi sẽ đại diện cho toàn bộ nội các gửi đơn xin từ chức đến nhà vua, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói ngày 7 tháng 7. Chính phủ Hà Lan sau đó xác nhận, ông Rutte đã nộp đơn từ chức dự kiến gặp vua William Alexander trong ngày 8 tháng 7, đánh dấu sự sụp đổ của liên minh cầm quyền. Ông Rutte và các thành viên trong nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo Hà Lan với tư cách chính phủ tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử. Chính phủ tạm quyền không thể ra quyết định với các chính sách mới, nhưng ông Rutte nói sự ủng hộ của Hà Lan dành cho Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng. Hãng tin ANP dẫn nguồn Ủy ban bầu cử quốc gia Hà Lan nói nước này sẽ không tổ chức bầu cử giữa tháng 11. Quá trình bỏ phiếu và thiết lập chính phủ ở Hà Lan thường kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh chính trường có sự rạn nứt. Chính phủ của Thủ tướng Rutte gặp khủng hoảng sau khi đảng bảo thủ VVD của ông thúc đẩy áp hạn chế với dòng người tị nạn đến Hà Lan. Tuy nhiên, hai trong số bốn đảng thuộc liên minh cầm quyền từ chối ủng hộ chính sách này. Căng thẳng lên cao trong tuần khi ông Rutte yêu cầu các đảng trong liên minh cầm quyền ủng hộ đề xuất hạn chế tiếp nhận con cái của những người tị nạn và các gia đình thuộc diện này phải chờ ít nhất 2 năm trước khi có thể đoàn tụ. Đảng Liên minh Cơ đốc và D66 trong liên minh cầm quyền coi đề xuất này là quá mức, dẫn đến bế tắc trong đàm phán. Ông Rutte, 56 tuổi, là thủ tướng đại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Hà Lan và có thể nói trong liên minh châu Âu. Ông bắt đầu lãnh đạo chính phủ từ tháng 10 năm 2010 và đang trong nhiệm kỳ thứ tư. Ông dự kiến tiếp tục dẫn dắt VVD trong cuộc bầu cử sắp tới. Hà Lan đang áp dụng một trong những chính sách nhập cư cứng rắn nhất châu Âu, nhưng dưới áp lực từ phe cánh hữu có quan điểm bài nhập cư, ông Rutte nhiều tháng qua buộc phải tìm cách hạn chế hơn nữa dòng người tị nạn đến nước này. Hơn 46.000 người đã nộp đơn xin tị nạn ở Hà Lan năm ngoái và có thể tăng lên 70.000 người trong năm nay, vượt đỉnh hồi năm 2015, gây áp lực lên các cơ sở tị nạn. Hàng trăm người nhập cư năm ngoái đã phải ngủ ngoài trời, thiếu hoặc không có nước sạch, nhà vệ sinh hay cơ sở y tế. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từ chức sau khi liên minh cầm quyền không thống nhất được về chính sách di cư. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từ chức do những khác biệt không thể hòa giải trong liên minh bốn bên về cách kiểm soát di cư, một vấn đề gây chia rẽ ở quốc gia trên khắp châu Âu, AP thông tin. Không có gì bí mật về việc các đối tác liên minh có quan điểm rất khác nhau về chính sách di cư. Và hôm nay, thật không may, chúng tôi phải đi tới kết luận rằng những khác biệt đó là không thể hòa giải. Đó là lý do tôi sẽ ngay lập tức đệ trình lên nhà vua văn bản từ chức của toàn bộ nội các, Thủ tướng Mark Rutte chia sẻ với báo giới. Thủ tướng Rutte đã chủ trì các cuộc họp đêm muộn ngày 5 và ngày 6 tháng 7 nhưng không đạt được thỏa thuận về chính sách di cư. Tại vòng đàm phán cuối cùng tối 7 tháng 7, các bên nhất trí rằng họ không có sự đồng nhất và do vậy không thể tiếp tục sát cánh trong liên minh. Di cư được coi là chủ đề quan trọng của cuộc bầu cử nghị viện EU vào năm sau, nhưng vấn đề này đã xảy ra ở Hà Lan sớm hơn. Trong nhiều tháng, liên minh của Thủ tướng Rutte đã nỗ lực đạt được thỏa thuận nhằm giảm dòng người di cư mới đến đất nước gần 18 triệu dân này. Các đề xuất gồm thiết lập hai dạng tị nạn, dạng tạm thời cho những người bỏ chạy khỏi xung đột và dạng vĩnh viễn cho những người đang nỗ lực thoát khỏi đàn áp, cùng với đó là giảm số lượng thành viên gia đình được phép đi cùng những người xin tị nạn ở Hà Lan. Hơn 21.500 người từ bên ngoài châu Âu đã xin tị nạn ở Hà Lan trong năm 2022, theo văn phòng thống kê của nước này. Hàng chục nghìn người khác đã chuyển đến Hà Lan để làm việc và học tập. Những con số này tạo sức ép về nhà ở tại Hà Lan. Chính phủ của Thủ tướng Rutte đã thúc đẩy đạo luật có thể buộc các thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp chỗ ở cho những người tị nạn mới đến, nhưng luật này vẫn chưa được cả hai viện của Quốc hội thông qua. Thủ tướng Hà Lan Rutte cũng thúc đẩy các nỗ lực của EU nhằm làm chậm quá trình di cư sang khối 27 quốc gia. Ông Rutte cùng với người đồng cấp Italy và Chủ tịch Ủy ban điều hành của EU đến thăm Tunisia vào tháng trước để cung cấp hơn 1 tỷ euro, tương đương 1,1 tỷ đô la
viện trợ tài chính, giải cứu nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này, đồng thời ngăn chặn dòng người di cư từ các bờ biển của nước này đến châu Âu. Chính phủ liên minh của Thủ tướng Rutte, chính phủ thứ tư do ông lãnh đạo, nhậm chức vào tháng 1 năm 2022. Việc ông Rutte, thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hà Lan, từ chức có nghĩa là nước này sẽ phải tổ chức bầu cử vào cuối năm nay. Ông Rutte và chính phủ của ông sẽ tiếp tục đảm nhận công việc cho đến khi một liên minh cầm quyền mới được lựa chọn. Ukraine phải thực hiện các cải cách trước khi có thể gia nhập NATO, nghĩa là kể cả khi xung đột với Nga được giải quyết, Kiev vẫn còn một chặng đường rất dài để trở thành thành viên của liên minh này. Trả lời câu hỏi liệu Ukraine có thể nhận được một lộ trình rõ ràng để trở thành thành viên của NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Lithuania vào tuần tới hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Zsimpiri nói rằng Kiev vẫn còn rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua. Tổng thống đã đề cập đến vấn đề này rất nhiều lần. Ukraine sẽ phải thực hiện cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn giống bất kỳ quốc gia NATO nào trước khi họ gia nhập liên minh, bà Zsimpiri nêu rõ. Tuy Washington vẫn cam kết duy trì chính sách mở cửa của NATO, song bà Zsimpiri lưu ý rằng bất kỳ quyết định nào về việc mở rộng thành viên phải được tất cả các quốc gia trong khối ủng hộ. Người phát ngôn Nhà Trắng không nêu rõ những cải cách mà Kiev sẽ phải thực hiện, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó tuyên bố liên minh sẽ không tạo điều kiện đặc biệt để Ukraine gia nhập. Tôi nghĩ họ đã làm mọi cách để chứng minh khả năng phối hợp quân sự, nhưng có một câu hỏi đặt ra là bộ máy của họ có an toàn không, Tổng thống Biden cho biết vào tháng trước. Bất chấp những bình luận này, trong cuộc gặp vào tháng trước, Tổng thống Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được cho là đã thảo luận về kế hoạch đơn giản hóa quá trình gia nhập của Ukraine. Theo lộ trình mà ông Stoltenberg đưa ra, Kiev sẽ không phải hoàn thành kế hoạch hành động mà những quốc gia nộp đơn vào NATO thường được yêu cầu làm, mặc dù các quốc gia Đông Âu khác đã trải qua thủ tục đó trước khi được kết nạp. Song thành viên gần đây nhất của NATO, Phần Lan, cũng được bỏ qua quy trình này sau khi nộp đơn xin gia nhập vào năm ngoái. Một số hãng truyền thông của Mỹ đưa tin, ông Biden cố tỏ ra cởi mở với ý tưởng đó. Tuy nhiên, một số tờ báo như New York Times cho rằng Washington sẽ tìm kiếm một giải pháp thay thế cho việc trao tư cách thành viên NATO đầy đủ cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối bất kỳ đề xuất thay thế nào. Ông được cho là đã cảnh báo các đối tác phương Tây rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, trừ khi khối này đưa ra những đảm bảo cụ thể hoặc lộ trình để họ trở thành thành viên của liên minh hoàn toàn. Theo một số quan chức Mỹ và đồng minh, vấn đề trên chỉ nên được giải quyết sau khi chiến sự ở Ukraine kết thúc, bởi việc kết nạp Kiev vào lúc này có thể kéo theo một cuộc xung đột giữa NATO và Nga. Moscow từ lâu tuyên bố coi phương Tây là một bên tham chiến khi tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào Chúng tôi cùng với đất nước Nga, nhận định NATO nhiều khả năng sẽ triển khai lực lượng đến Ukraine sau hội nghị tuần tới tại Lithuania. Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda trước đó khẳng định Ukraine sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh của khối, nhưng các nước NATO sẽ đưa ra cam kết trước thềm hội nghị để không khiến Kiev thất vọng. Áo và Thụy Sĩ đã ký kết để tham gia dự án phòng không lá chắn bầu trời châu Âu Skyfield. Ngoại trưởng Áo Claudia Thanner và người đồng cấp Thụy Sĩ Viola Amherst đã ký một tuyên bố tại Bern về tham gia dự án phòng không lá chắn bầu trời châu Âu trên toàn lục địa, đài truyền hình RF của Áo đưa tin ngày 7 tháng 7. Theo các phương tiện truyền thông, cả hai quốc gia đều tin rằng họ sẽ không vi phạm quy chế trung lập của mình khi tham gia sáng kiến trên. Trước đó, bà Thanner cho biết Áo sẽ bảo vệ trước các tên lửa tầm ngắn và tầm trung bắt đầu từ năm 2024 và không phận của nước này sẽ được bao phủ hoàn toàn vào năm 2025. Trong khi đó, ông Herbert Kick, Chủ tịch Đảng Tự do Đối lập của Áo, kêu gọi chính quyền nước này tổ chức cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về sự tham gia của Viên trong dự án phòng không châu Âu. Năm 2022, Đức đưa ra sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu nhằm tạo ra một hệ thống phòng không và chống tên lửa duy nhất của châu Âu, đồng thời đảm bảo việc mua sắm chung các loại vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Mỗi quốc gia tham gia sáng kiến được tự do quyết định mua loại vũ khí nào. Động thái trên dự kiến sẽ thúc đẩy đầu tư vào các nhà sản xuất hệ thống phòng thủ trong nước. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của các nhà sản xuất Pháp, Đức công bố kế hoạch ưu tiên tên lửa tầm trung Iris-T sản xuất trong nước, tên lửa tầm xa Patriot do Mỹ sản xuất và tên lửa tầm siêu xa Arrow 3 do Israel sản xuất.
có tới 17 quốc gia châu Âu đã ủng hộ sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức dẫn đầu. Tuy nhiên, Pháp, Ý và Ba Lan đã từ chối tham gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Mong rằng quý vị hãy để lại những bình luận, những đánh giá của mình ở mục bình luận phía dưới video. Xin cảm ơn quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.